Hello mọi người, đã quay lại kênh Văn Sơ Lốc mọi người. Và hôm nay Sơn xin giới thiệu cái mẫu mẫu hàng mặt hàng mới Sơn mới lấy về bán nha mọi người. Đây là cục sạc bình đa năng nha mọi người. Như là nó là loại là sạc bình điện tử, mà nó là loại tự tự ngắt nha mọi người. Là mình sạc là mình chỉ cần ghim vô chừng nào đủ điện là ngắt lên, mình khỏi canh ha. Như lúc trước thì mình xài cái mấy cây cục cơ thì mình canh cái nào sôi mình rút ra, còn cái này là tự động tắt luôn nha mọi người, có đồng hồ nè. Mình ghim vô lúc đầu thì ghim vô đèn đỏ, mà khi đủ điện là đèn vàng nha. Đó. Cục nó là như thế này. Này thì sạc bình nhỏ bự thì sạc được hết nha. 100, 200, 25, 30 ampere là sạc hết, được hết. Và bảo hành cho mọi người là 3 tháng nha, là bảo hành về máy móc nha. Còn mọi người kẹp lông học thì tốn tiền sửa nha mọi người. Cái này là mình kẹp lông học không được nha. Lông học sẽ bị cháy và sẽ tốn được mấy chục ngàn thay mấy con kiện nghiêm trọng ha. À, như thế này nó chắc tầm cho cỡ hơn nửa ký nha mọi người. Tại vì nay mới lấy hàng này đầu tiên bán là thấy im quá trời, lấy gì về bán cho mọi người xài cho nó khỏe ha. Sạc bình nó không có bị phì nữa. Vừa tới đủ điện là nó tắt rồi. Mà ít ăn, mình sạc cái này thì ít ăn điện hơn cái cục sạc cơ của mình nha. Và nó khỏe, mình ghim vô là mình sạc rồi, mình khỏi cần câu dây dây, nó tự động cắt. Đây sạc từ bình 30, 50, 70, 100, 120 được hết. Nhỏ bự sạc được hết nha. Thì cái này thì bình 100 là sạc 7 tiếng nha mọi người. Còn ai mà muốn sạc nhanh thì liên hệ với mình. Mình muốn mình 105 tiếng được luôn nha. Muốn vai muốn đặt sạc nhanh thì nói với mình nha. Còn cái này hiện tại bây giờ nó là sạc một bình 100 ampere là sạc 7 tiếng nha. Là như thế đó. Là cái này là Sơn bán là với giá là 700 bao ship toàn quốc nha mọi người. 700 nè, bao ship toàn quốc nha. Là như thế. Chứ Sơn thấy giờ Sơn cũng xài hộp cơ nó, nhưng mà xài một thời gian nó xài mất canh bình canh đồ. Còn bây giờ là mình xài cái này là mình khỏi canh chứ nha. Nó có tự động đủ bình là nó tắt, nó ngắt ngang, nó không có còn sạc nữa. Còn cái cơ thì mình sạc thì mình sạc hoài thì nó sẽ bị nổ bình nha, còn mất canh mới được. Còn cái này thì nó tự động là chừng nào mà nó đủ điện là có tắt nha, nó không còn sạc nữa. Là chọn bộ là như thế này, cục này với kẹp với chui nha. Có ai xài cục sạc bình đó thì liên hệ với Sơn nha mọi người. Đây Sơn thì lấy hàng nào mà xài ok Sơn xài rồi Sơn bán, Sơn mới bán. Còn chứ cái nào mà bán xài không bền là Sơn có bán nha mọi người, như mấy cái cỏ gì đó, cái nào mà xài bền im ok Sơn mới lấy bán. Còn cái nào mà xài không bền con Sơn không bán nha. Tại vì Sơn bán là chất lượng không à. Chứ bán mà như bán ngày hay ngày đâu được đâu. Mình bán quanh năm suốt tháng mà, đâu có bán mà đồ bậy bạ nha mọi người. Đó. Cục này như thế này là bảo hành 3 tháng cho mọi người nè. Là máy móc thì có hư thì gửi Sơn sửa miễn phí. Còn kẹp lông học thì mọi người tự chịu nha. Chứ cái này nó không có chống lông học nha mọi người. Đó là trong bộ như thế. Nhỏ gọn, dễ sử dụng nha mọi người. Rồi có ai có cần thì liên hệ Sơn nha. Và Sơn bây giờ cũng đang làm máy nè mọi người, có đặt máy thì đặt nha. Tại vì mới hết bữa nay và nay Sơn đang làm nè. Rồi mọi người có đặt thì liên hệ Sơn nha. Và Sơn cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và tin tưởng là đặt hàng bên Sơn nha. Sơn cảm ơn rất nhiều ạ. Và video Sơn đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video Sơn nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của Sơn nha mọi người. Và cũng nói luôn là đây cũng có nó có cái đồng hồ nè. Đồng hồ bình nè. Đủ điện là nó nổi lên. Còn đây là cái phần gió nha mọi người, tặng cho nó mát nha. Đó, toàn bộ nó chỉ là bao nhiêu đó thôi nha mọi người. Rồi, giờ đây kết thúc nha.